Mày đã bị điên hết rồi, kể từ cái bản đã điên hết rồi, thế rồi mày bị điên hết rồi, bây giờ cắt tóc thì xiên hết rồi. Đó là em hoàng của anh, yeah. Em hoàng của anh đã cắt tóc cho thằng em của anh, yeah. Thằng em đã theo anh từ rất nhiều năm, yeah. Giờ anh lại cho vào tay người khác, không phải là anh. Em đã thấy rất là buồn nhanh, nhưng rồi nó cũng vui lên nhanh. Sao em? Sau khi cắt tóc anh rất là nhiều năm và cuối cùng thì anh lại đặt em vào tay của anh Hoàng Barber này thì em thấy sao em? Vui. Vui à? Em phải bảo là nếu như đẹp thì vui, còn không đẹp thì không vui, đúng không? Tín. Không. Không á? Thế em nói em nói một câu chân lý mà. Quan trọng là cái đầu của em có thể giúp cái tay nghề anh ấy tốt hơn thì em hạnh phúc anh ạ. À thế à? Nhưng anh này ấy, anh ấy lại không phải là thợ mới. Anh ấy là hàng tuyển đấy. Anh phải giấu bây giờ mới rút kiếm ra đấy. Hiểu chưa? Ok chưa? Lại thấy tự tin hơn chưa? Tự tin rồi. Đấy. Thế là tí nữa xem kết quả nhá. Ok nhá. Ok em ơi. Xong rồi đấy. Của em cắt thấy sao? Em đẹp. Thế anh kia cắt sao? Đẹp. Anh ấy có nhiệt tình không? Anh ấy nhiệt tình. Nhiệt tình. Chú đáo. Ừ. Đẹp. Ai ai là người bắt em nói như vậy đấy? Không ai đâu. Anh như ai? Có phải không? Ok. Tí kiểu em chẳng nói mua nhỉ?